Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết và hôm nay là một thời điểm cực kỳ quan trọng để các bạn làm những điều may mắn. Áo đỏ, áo đỏ, áo đỏ thể hiện cho sự may mắn. Và ngày hôm nay, Đức muốn dành tặng cho các bạn một phong bao lì xì có trị giá từ 500.000 đồng này, 200.000 đồng này và 100.000 đồng này hay 50.000 đồng cho 50 người may mắn nhất khi mua các sản phẩm của Tâm Đức Mobile như là iPhone, như là iPad. Và trong năm vừa qua thì mình đã giúp được hàng nghìn người có sở hữu một chiếc iPhone xịn, một chiếc iPad đẹp để có thể tung tăng có thể chụp hình cái mùa Tết này. Và trong năm vừa qua thì mình cũng hỗ trợ rất rất nhiều các bạn mua trả góp với không đồng mà vẫn có thể mua được iPhone Như các bạn đã biết thì trong năm vừa qua mình ra rất rất nhiều những video Hướng dẫn các bạn sử dụng iPhone một cách hiệu quả nhất Đó và trong năm nay bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn từ ngày mùng 5 Về chương trình trả góp không đồng Và các bạn hãy qua ngay tâm đức mobile để nhận nhiều tài lộc Và nếu các bạn có người thân của các bạn mong muốn sở hữu một chiếc iPhone thì hãy giới thiệu cho Đức nhá. Đức rất là biết ơn các bạn và chúc các bạn có một năm 2022 tràn đầy sức khỏe, tràn đầy niềm tin và tràn đầy hạnh phúc.